Thưa cha, con đã lừa dối gia đình con. 2 năm trước, con đậu vào một chương trình thạc sĩ. Ba má con đã gửi cho con một số tiền để đóng học phí. Nhưng con đã dùng toàn bộ số tiền đó đi làm 2 album nhạc cho ban nhạc của con.